Nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ là những tháng ngày mà có thể nói là tháng nhớ nhất đối với Chelsea K18. Và hy vọng là những người đã đi nhớ là các bạn có thể đi theo chúng mình. Còn những người ở lại thì hãy tiếp tục lắng nghe chúng mình và ở bên cạnh chúng mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.